Em Khởi rất vui khi được gặp lại quý anh chị và các bạn. Em Khởi xin chúc quý anh chị và các bạn một buổi chiều thật nhiều niềm vui, ấm áp bên người thân. Hôm nay thì em Khởi lại lên sóng review, giới thiệu nhanh và báo giá toàn bộ xe đang có mặt tại chợ cho quý anh chị và các bạn tham khảo. Những cái mẫu khẩu trang bằng sắt mà đang có mặt tại chợ bên em nhập khẩu từ rất nhiều nước, từ thương hiệu Nhật Bản, rồi Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và cả Made in Việt Nam, còn rất nhiều nước nữa, cho quý anh chị và các bạn tha hồ lựa chọn những cái mẫu khẩu trang phù hợp với mình và gia đình của mình. Chợ bên em thì chuyên mua bán kinh doanh và trao đổi những cái dòng xe cũ đã qua sử dụng. Bên em bán hàng thì đã có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Còn bên em còn kèm theo cả hỗ trợ banh từ 50 đến 70% giá trị của những chiếc xe mà đang có mặt tại chợ kể từ đời 2014 là làm trả góp được rồi, là làm hỗ trợ trả góp rồi. Để quý anh chị và các bạn chỉ bỏ ra từ 40 đến 60% là quý anh chị và các bạn đã có xe đi về. Còn mọi vấn đề khác thì là ngân hàng sẽ lo lốt cho quý anh chị và các bạn, thủ tục rất là nhanh gọn thôi, không có gì rườm rà làm khó quý anh chị và các bạn. Bên em bán hàng thì có cam kết là không kinh doanh những cái dòng xe đâm xô và ngập nước. Bên em có cam kết bằng văn bản và giấy tờ cho quý anh chị và các bạn. Bên em cam kết là xe không đâm xô, không ngập nước, giấy tờ chuẩn chỉnh 100% về mặt pháp lý, sang tên trong một đốt nhạc. Bên em thì có bảo hành về khối động cơ từ 3 đến 6 tháng, đời thấp thì bên em bảo hành 3 tháng, đời cao bảo hành 6 tháng luôn cho quý anh chị các bạn, không một chiếc nào là không có bảo hành cả. Quý anh chị các bạn mua xe tại bãi bên em chỉ việc đổ xăng vào là đi thôi, không phải bỏ tiền ra để sửa chữa bất cứ một đồng nào bỏ ra tiền sửa chữa cả. Quý anh chị các bạn nào mà quan tâm đến những mẫu xe mà đang có mặt tại chợ bên em thì quý anh chị các bạn gọi điện trực tiếp cho em Khởi qua số điện thoại là 0962 223 111, hoặc anh chị có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại trên để em gửi ảnh và video chi tiết về những chiếc xe mà đang có mặt tại chợ cho quý anh chị các bạn tham khảo. Hoặc anh chị và các bạn có thể bớt chút thời gian bằng ngọc quý báu của mình ghé qua chợ bên em đặt tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, ngay mặt đường Lâm Cũ hướng đi từ Hà Nội về Hải Phòng, ngay cạnh trung tâm đăng kiểm Mỹ Hào, cực kỳ là dễ tìm. Quý anh chị và các bạn đi xe khách thì xe dừng nằm, dừng ngồi đều qua chợ bên em. Quý anh chị và các bạn đến tận bãi bên em để xem tận mắt, ôm vô lăng lái thử xem có đúng như em Khởi giới thiệu và cam kết trên video hay không. Không làm mất nhiều thời gian của quý anh chị nữa thì bây giờ em xin phép được đi giới thiệu nhanh và báo giá toàn bộ những cái mẫu khẩu trang bằng sắt đang có mặt tại chợ cho quý anh chị và các bạn tham khảo. Và đầu tiên thì em Khởi xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một loạt những mẫu khẩu trang bằng sắt đến từ thương hiệu Nhật Bản. Và một cái mẫu khẩu trang đầu tiên thì em Khởi xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Toyota Vios bản S xịn sản xuất năm 2015, động cơ máy là 1.5, tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới. Chiếc xe thì được sơn xi màu đen, biển kiểm soát là 15A17800. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 355 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe thì được trang bị theo xe như đèn gầm, rồi la răng đúc 4 bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS trên cả 4 bánh, rồi xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, gương kính cụt xe. Đầy đủ những cái trang thiết bị theo xe, đảm bảo an toàn cho người lái và người ngồi trên xe. Rồi túi khí an toàn, màn hình cam lùi đầy đủ, không thiếu một thứ gì cả. Chiếc xe được trang bị đầy đủ những tính năng an toàn rồi. Đăng kiểm thì đến tháng 6 năm 2022 mới hạn, còn rất là dài. Một màu sơn đen cực kỳ là chất. Nội thất thì còn cực kỳ là tươi mới. Quý anh chị và các bạn chỉ bỏ ra 355 triệu đồng là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Toyota Vios bản E xịn sản xuất năm 2015. Động cơ máy là 1.5, tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới. Giá này đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Và ngay bên cạnh đây thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái mẫu khẩu trang cũng đến từ thương hiệu Nhật Bản, cũng mang một màu sơn xi màu đen, biển kiểm soát là 99A40737. Chiếc xe này thì sản xuất năm 2016, động cơ máy là 1.5, tên tư nhân, rất là đẹp. Chiếc xe này thì cũng là một bản E xịn, cũng như trước kia, cũng đã được trang bị như đèn gầm, rồi la răng đúc, phanh đĩa, phanh ABS, rồi xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, gương kính cụt xe. Em này còn được lên cam 360 độ soi quanh xe luôn. Em này còn độ full đồ luôn, âm thanh, ánh sáng, đèn bi, rồi bọc lốc toàn bộ xe, trông cực kỳ là chất. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán mức giá là 375 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Quý anh chị và các bạn chỉ bỏ ra 375 triệu đồng thôi là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Toyota Vios bản E xịn sản xuất năm 2016, lên độ full đồ âm thanh ánh sáng, nội thất ngoại thất lên full đồ luôn, không thiếu một thứ gì cả, chỉ có 375 triệu đồng lên full đồ nội thất ngoại thất, đèn đóm, âm thanh ánh sáng lên đầy đủ hết, full đồ luôn, cực kỳ là chất.
Và tiếp theo, ngay trước mắt quý anh chị và các bạn đây thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Toyota Vios bản E-Xịn sản xuất năm 2015. Động cơ máy là 1.5 tên tư nhân, được sơn xi màu vàng cát, biển kiểm soát là 14A18009. Mẫu xe này thì cũng đã được trang bị như đèn gầm, rồi la răng đúc bốn bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS chống bó cứng chống trơn trượt, rồi xi nhan tích hợp trên gương kính chỉnh điện, gương kính củ xòe, túi khí an toàn. Một mẫu xe cực kỳ là chất. Bên em cũng đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 355 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe thì cũng đã được lường độ ôm lốc như cụm đèn phanh, cụm đèn chiếu sáng, rồi đèn hậu, tay hõm mở cửa về mưa, chân kính, cánh cửa cũng đã được ôm lốc rất thời trang, rất là đẹp. Giá cũng chỉ có 355 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe, một cái mẫu khẩu trang bằng sắt, một em Toyota Vios bản E-Xịn sản xuất năm 2014. Động cơ máy là 1.5 tên tư nhân chính chủ, được sơn xi màu bạc, biển kiểm soát là 14A39160. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán mức giá là 348 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe thì cũng đã được trang bị như đèn gầm, la răng đúc bốn bánh kết hợp phanh đĩa, phanh ABS chống bó cứng, chống trơn trượt trên cả bốn bánh, rồi xi nhan tích hợp trên gương kính chỉnh điện, cụt xòe đầy đủ, rồi túi khí an toàn. Nội thất thì cực kỳ là tươi mới, còn rất là mới. Quý anh chị và các bạn về, quý anh chị chỉ việc đổ xăng vào là đi thôi, không phải mất thêm một đồng chi phí nào sửa chữa cả. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe Toyota Vios bản E-Xịn sản xuất năm 2016, tên tư nhân, động cơ máy là 1.5, được sơn xi màu bạc, biển số là 99A12598, biển số khá là đẹp. Chiếc xe này thì cũng đã được trang bị tất tần tật như những cái mẫu xe khác mà đang có mặt tại chợ bên em. Em này cũng là một em bản E-Xịn nên cũng được trang bị tương đương như những cái mẫu xe khác, như đèn gầm, rồi la răng đúc, rồi phanh đĩa, phanh ABS chống bó cứng, chống trơn trượt trên cả bốn bánh, phanh đúc bốn bánh luôn, cả chiếc lốp sơ cua cũng là phanh đúc rồi. Rồi xi nhan tích hợp trên gương chỉnh điện, rồi cụp xòe đầy đủ, túi khí an toàn tất tần tật luôn. Em này còn được lên màn hình cam lùi, màn ăn ở roi 10 inch luôn cho quý anh chị và các bạn xem, cực kỳ là led, cực kỳ là sướng luôn. Giá bên em đang chào bán là 378 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Một mẫu xe cực kỳ là đẹp, cực kỳ là chất luôn. Giá chỉ có 378 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Toyota Vios bản E-Xịn sản xuất năm 2014. Động cơ máy là 1.5, được sơn xi màu bạc, biển kiểm soát là 14A11667. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 348 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe thì cũng đã được trang bị như toàn thể những cái chiếc xe Vios E khác mà đang có mặt tại chợ bên em, như đèn gầm, la răng đúc, phanh đĩa, phanh ABS chống bó cứng, chống trơn trượt, rồi xi nhan tích hợp trên gương kính chỉnh điện, gương kính cụt xòe, túi khí an toàn đầy đủ cả. Em này còn được lên màn hình Android 10 inch, màn hình cam lùi đầy đủ, rồi ốp lốc toàn bộ xe luôn, như đèn gầm, rồi đèn chiếu sáng, cụm đèn hậu, rồi tay hõm mở cửa về mưa, chân kính đã được ốp lốc hết rồi, trông cực kỳ là chất, cực kỳ là đẹp, bảo vệ những cái phần dễ chảy xước cho quý anh chị và các bạn rất là yên tâm. Nó không đáng bao nhiêu tiền cả nhưng mà nó bảo vệ cho những cái phần dễ chảy xước rất là nhiều, rất là tốt cho xe. Và ngay trước mắt quý anh chị và các bạn đây thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe Toyota Vios bản E-Xịn nữa. Em này cũng sản xuất năm 2014, động cơ máy cũng là 1.5, cũng sơn xi màu bạc, biển số sát là 14A12251. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán mức giá cũng là 348 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe cũng được trang bị như đèn gầm, rồi la răng đúc bốn bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS chống bó cứng, chống trơn trượt, xi nhan tích hợp trên gương kính chỉnh điện, với gương kính cụt xòe, túi khí an toàn. Mẫu xe để điều hòa thì mát rất là sâu luôn. Những cái dòng Toyota Vios thì quý anh chị các bạn cũng biết, điều hòa rất là bền, rất là tốt, mát cực kỳ là sâu. Em này thì cũng được trang bị rất nhiều thứ theo xe rồi, cũng được ốp lốc về mưa,
rồi hõm mở cửa, chân kính, rồi cánh cửa, bảo vệ xe rất là tốt. Giá thì cũng chỉ có 348 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Và ngay trước mắt quý anh chị và các bạn đây thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe mới về bên em, một chiếc Hyundai Garant i10 2 đầu bản đủ, sản xuất năm 2017. Động cơ máy là 1.2 tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới. Chiếc xe thì bên em đang chào bán mức giá là 298 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe thì được sơn xi màu bạc, biển số là 14A26450. Chiếc xe thì được trang bị như đèn gầm cũng đã được nâng form độ rồi, thay đổi rất là đẹp. Đèn gầm cũng là đèn pha thông minh, rồi xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, gương kính cụt xòe, rồi la răng đúc 4 bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS chống bó cứng, chống trơn trượt, rồi túi khí an toàn, vô lăng tích hợp, rồi điều hòa rất là mát luôn. Ghế da còn cực kỳ là đẹp, cực kỳ là chất, rồi lút đè lỗ start top. Giá chỉ có 298 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Mitsubishi Attacker, sản xuất năm 2016. Động cơ máy là 1.4, được sơn xi màu trắng, biển số là 14A23243. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán mức giá là 275 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Em này mỗi em bàn đủ nên em được trang bị như đèn gầm, rồi la răng đúc đa chấu cả 4 bánh, rồi xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, gương kính cụt xòe, túi khí an toàn, rồi phanh ABS kết hợp với phanh đĩa chống bó cứng, chống trơn trượt, xi nhan tích hợp trên gương, rồi phanh đĩa, phanh ABS chống bó cứng, chống trơn trượt. Nội thất thì còn cực kỳ là tươi mới, túi khí an toàn, màn hình cam lùi đầy đủ. Đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022, còn rất là dài. Và ngay bên cạnh đây thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ, một M4 Chevrolet, sản xuất năm 2018. Tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới. Động cơ máy là 1.6, được sơn xi màu trắng, biển kiểm soát là 14A29657. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán mức giá là 379 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe này thì được trang bị như đèn gầm, vừa cả đèn bi rồi cả đèn led luôn, rồi đèn pha thông minh cực kỳ là sáng, rồi la răng đúc 4 bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS chống bó cứng, chống trơn trượt trên cả 4 bánh, rồi xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, gương kính cụt xòe, rồi túi khí an toàn, vô lăng tích hợp, điều hòa tự động. Một mẫu xe cực kỳ là chất, phân khúc hạng C, giá chỉ có 379 triệu đồng thôi. Là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Chevrolet Cruze, sản xuất năm 2018, tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới rồi. Nếu như quý anh chị nào mà quan tâm đến một trong những cái mẫu xe mà đang có mặt tại chợ bên em, một đầu, hai đầu, Vios, Kia i10, Innova, Ford Everest, rồi bán tải rất nhiều những cái loại xe mà đang có mặt tại chợ bên em, quý anh chị các bạn cứ nhấc điện thoại lên gọi điện trực tiếp cho em Khởi qua số điện thoại là 0962 223 111, hoặc anh chị và các bạn có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại trên để em gửi ảnh và video chi tiết cho đến cho quý anh chị và các bạn tham khảo. Hoặc anh chị và các bạn có thể bớt chút thời gian và ngọc quý báu của mình ghé qua chợ bên em, đặt tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, ngay mặt đường Lâm Cũ hướng đi từ Hà Nội về Hải Phòng, ngay cạnh trung tâm đăng kiểm Mỹ Hào, cực kỳ là dễ tìm. Quý anh chị và các bạn đi xe khách thì xe dừng làm dừng ngồi đều đi qua chợ bên em. Quý anh chị và các bạn có mặt tại chợ xem tận mắt, ôm vô lăng lái thử xem có đúng như em Khởi giới thiệu và cam kết hay không. Quý anh chị và các bạn xem video, nhưng quý anh chị nào mà đã đăng ký kênh của em rồi thì đừng tiếc để lại cho em một like khi lướt qua video của em. Còn những quý anh chị nào mới xem video của em lần đầu thì hãy ủng hộ em bằng cách cho em một like, nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để mỗi khi em lên sóng giới thiệu đến quý anh chị và các bạn những cái mẫu xe mới về bên em thì quý anh chị và các bạn sẽ nhận được chuông thông báo. Đấy cũng là cái niềm vui, niềm động lực rất là lớn đối với em, làm cái nguồn nuôi sống kênh của em, làm kênh của em lớn mạnh, lan tỏa đến nhiều quý anh chị và các bạn, nhiều quý anh chị và các bạn biết đến em hơn. Đấy cũng là cái niềm vui, niềm hạnh phúc rất là lớn đối với em. Em chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã ủng hộ và đồng hành với em suốt thời gian qua.